Tinh Giáp Hồn Tướng Chấp 215, Di Luân Quốc, Yến Châu, Thành Vĩnh Nghiệp, phủ đệ của Yến Châu Vương, Đại Tá Trưởng. Toàn quân chú ý, phản xung trận đội hình. Lấy Thuẫn cầm đao, chuẩn bị phòng ngự. Cẩn thận, đến rồi. Vù. Còn có thể nhúc nhích, mau đứng dậy chỉnh lại đội hình. Cẩn thận hắn. Hửng, người đâu rồi? Tinh Hồn Tướng Triệu Vân. Tốt, rất tốt. Dưới tình huống chiến đấu một địch lại 100, còn có thể tránh được tất cả chỗ hiểm một cách chính xác như vậy. Vừa ra sức đánh không thể hành động, lại có thể nắm giữ chừng mực không làm người khác bị thương. Công Tôn Học, Yến Châu Vương của Di Luân Quốc, tộc trưởng hiện tại của tộc Công Tôn. Không hổ danh là con, Công Tôn chỉ dịch, ngày đầu tiên của trăm năm nay. Phụ vương quá khen rồi. Đều là công lao dạy bảo của người và các vị trưởng bối. Công Tôn chỉ dịch, 24 tuổi. Túc nhân đời thứ 7 của Tinh Hồn Tướng Triệu Vân. Ha 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 ha, con đấy, chính là có hơi khiêm tốn rồi. Đi, qua bên này uống trà, vâng. Đi thu dọn một chút, để bọn họ xuống dưới kho nhận thưởng. Chặn được 3 chiêu của thiếu chủ, phần thưởng sẽ tăng lên gấp đôi. Tuân mệnh, vương gia. Nào, nếm thử một chút, đây là trà Vũ Tiền Tân được đưa đến từ Lạc Nam đạo của Hy Thủy Quốc. Vi phụ mới lừa được từ chỗ của đám lão thất phu kia. Đa tạ phụ vương. Phụ vương gì nữa, ở đây cũng không có người ngoài. Gọi cha đi. Vâng, cha. Ấy, bỏ đi, tùy con vậy. Cảm thấy trà này thế nào? Thanh nhã thoải mái. Có thể nói là thượng phẩm. Thế nào, cái này cũng không tính là cực phẩm sao. Miệng của tiểu tử con cũng đúng là kén chọn thật. Được rồi, cha cũng uống rồi, giao cho con một việc. Người cứ nói đi. Chạy một chuyến đến biên giới Nam Hoang của Thiên Đô Quốc. Đưa cô nhỏ ngu ngốc của con về đây cho ta. Cô nhỏ, cô ấy bị làm sao? Hừ, nha đầu đó muốn thay Thái tử Điện Hạ ra mặt, kết quả bị các tạp chủng của quân chiến tư đặt bẫy. Con cũng biết, lão đầu tử về già mới có đứa con gái, nha đầu chản chản này là con gái duy nhất của Công Tôn gia chúng ta. Là viên minh châu quý giá của cả nhà, lão đầu tử và ta, còn có những chú bác của con đều chiều chuộng nó đến hư hỏng rồi. Nghi ngờ, đám chó chết quân chiến tư là muốn dùng mạng của con bé đến để tạo ra mâu thuẫn. Dù sao nó cũng là thái tử phi trong tương lai. Công Tôn gia Thiên Kim cộng thêm thân phận nửa hoàng tộc, không những sẽ dẫn đến phẫn nộ của phái bảo thủ, còn làm lay động cảm xúc phản chiến của dân chúng trong nước. Con biết rồi, có thời hạn không? Trong 5 ngày tới thành Vĩnh An, ngăn cản âm mưu của quân chiến tư. Ở dưới tình hình bình thường thì không làm được. Cha biết, cho nên đã chuẩn bị cho con cái này. Mở ra, lấy cái lệnh bài sắt bên trong, sẽ có người tiếp ứng cho con ở Thiên Đô Quốc. Đây là... Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.